Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình là Thành, và cứ vậy thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn những bạn nào muốn chơi Life is Strange. Các bạn muốn chơi Việt hóa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể Việt hóa game này. Thì đầu tiên là phải có game đã, các bạn có thể vào link này để tải cho mình. Đây. Cái này của trang fullcrack pc.com này này. Đấy. Nó là bản complete, tức là đủ hết tất cả các cái từ tập 1 đến tập 5 rồi. Đấy, thì các bạn chỉ việc tải về thôi. Thì tải về nó ra cái file ISO, thì ISO mình đã hướng dẫn rất nhiều lần các bạn cách cài rồi. Đây, mình sẽ vào cho các bạn thấy. Đây, file ISO như thế này thì các bạn có thể dùng một phần mềm đó chính là Ultra ISO này để có thể là cài đặt dễ dàng. Và bạn nào có thể các bạn có Win ra các bạn có thể giải nén ra. Ở đây thì mình hay dùng Ultra ISO. Đấy, mình sẽ thao tác luôn cho bạn thấy. Rồi. Mần nhá, các bạn chỉ việc dẫn đến cái file địa ảo như là được rồi. Đây. Rất là dễ. Rồi, các bạn nhấn Man. Xong, thì chúng ta sẽ quay lại cái nơi chứa ổ đĩa, đó chính là cái My Computer chúng ta. Chúng ta chỉ việc vào đây và Setup. Đấy, Setup. Sau khi Setup xong thì các bạn cần phải chép cái Profile này vào nhá. Đây. Mở nơi mà các bạn đã cài game lên, các bạn sẽ chép cái Profile này vào. Copy. Đây, các bạn quay ra đây. Quay ra đúng cái binary cho mình nha và các bạn paste vào. Thế là xong. Nhớ nhá, copy paste xong. Paste thì các bạn sẽ ghi đè lên cho mình, ghi đè lên. Đấy, ghi đè lên. Rồi. Tiếp theo đến cái bước Việt hóa, mình chỉ nói sơ qua bước cả thôi, bước Việt hóa quan trọng hơn. Thì các bạn sẽ tải cho mình là đây package hóa đấy, thì các bạn chỉ được tải hai cái link dưới này thôi nhá. Link trên này dành những bạn nào chơi bản quyền, các bạn chơi bản quyền thì các bạn cũng có thể Việt hóa được, làm tương tự thôi. Rồi, à quên, có một cái link 4C thì các bạn có thể tải link 4C này nhá, nó bao gồm tất cả Việt hóa rồi là từ part 1 đến part 7 đây. Cũng tương tự thôi. Và đây là bản dịch của game tiếng Việt.com nha các bạn nha. Rồi, sau khi tải xong được cái pack Việt hóa hai cái này nhá, thì các bạn sẽ chép vào thư mục. Đây. Chép vào nơi các bạn đã cài game nhá. Đấy. Chép vào nơi cài game để mình cài cho nó dễ, hiểu không? Bây giờ mình sẽ nhấn đầu tiên sẽ cài cái này đầu tiên này. 2.4. Ok, path giải nén là game tiếng Việt.com. Game tiếng Việt.com. Ok. Rồi. Khi mà các bạn để đúng cái thư mục này ấy, thì nó sẽ đúng cái này, nó sẽ dẫn đến đúng vào game của các bạn này. Các bạn không cần phải sửa đổi nữa, các bạn chỉ việc nhấn extract. Xong. Nhớ nha, các bạn sẽ chép đúng vào nơi các bạn đã cài game. Đấy. Rồi, xong, chào gì cả. 2.5 các bạn cài tương tự thôi. Ok. Thì cái video này thì mình chỉ dừng tại đây thôi. Việt hóa nó cũng rất đơn giản thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên để lại like, share và subscribe kênh ủng hộ mình nha. Bye bye. Các bạn có thể theo dõi cái series mình chơi game này. Mình thấy game này rất là hay.